Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Atien Studio. Từ ngày 16 tháng 9 cho đến ngày 16 tháng 10 đang diễn ra chương trình khuyến mãi mang tên Đại tiệc nóng bỏng quay ngay cho nóng được JPL tổ chức. Chương trình đã áp dụng cho tất cả các sản phẩm của JPL đã được bày bán tại các showroom và tại lấy bộ công ty trách nhiệm hữu hạn Phúc Giang trên toàn quốc. Đối tượng tham gia là các khách hàng tới mua các sản phẩm loa và tai nghe của hiệu JBL tại các showroom và đại lý của PGI trên toàn quốc. Trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mãi sẽ có nhận được một tin nhắn kèm đường link lên đến trang quay số với giá trị từ 30.000 cho đến 50.000 nhân đồng và giải đặc biệt là một chiếc loa JBL HMI. Lưu ý sản phẩm của khách hàng phải được kích hoạt bằng ảnh điện tử thành công và có tin nhắn SMS xác nhận từ tổng đài 6089 của PGI. Đối với khách hàng mua sản phẩm trên 5 triệu được thêm một lần quay số và số lượng hỗ trợ có hạn, có thể hết trước ngày kết thúc chương trình. Thể lệ chương trình sẽ gồm các bước như sau. Bước 1, khách hàng mua các sản phẩm JBL tại các kênh phân phối chính hãng và số điện thoại chính chủ. Bước 2, tiến hành kích hoạt bảo hành điện tử của sản phẩm thông qua tổng đài 6089 hoặc tại trang chủ của pgi.com.vn. Bước 3, chờ tin nhắn SMS xác nhận của tổng đài 6089 gồm có 2 tin nhắn. Tin thứ nhất là thông báo kích hoạt hoàn thành công. Tin thứ hai có kèm những link dẫn đến trang quay số chúng con chờ ngẫu nhiên từ 30.000 cho đến 500.000 nhân đồng. Lưu ý, chương trình không áp dụng cho nhân viên của PGI, của các đại lý, nhà phân phối và trẻ em. Khách hàng nhận thưởng phải chính chủ đúng tên trên hóa đơn mua hàng. PGI sẽ tiến hành đối soát sau khi kết thúc chương trình khuyến mãi. Và vừa rồi là một vài thông tin về chương trình siêu khuyến mãi đến từ thương hiệu JBL đình đám mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Nếu bạn nào có thắc mắc gì, hãy comment ở phía bên dưới nhé và mình sẽ cố gắng trả lời nhanh nhất có thể. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.